Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình về được trên tay một vài chiếc Omega đời mới rất là đẹp. Và chiếc trong video đầu tiên này mình show đến anh em sẽ là một chiếc đặc biệt. Chiếc Omega này là một chiếc phiên bản Olympic 2020 tại Tokyo. Và nó là phiên bản vừa mới được ra mắt năm nay. Mình sẽ cùng mở ra để cùng show cho anh em. Phiên bản này thì nó sẽ có 5 chiếc Omega tương tự như vậy với 5 màu sắc khác nhau, và nó sẽ phù hợp với 5 màu sắc ở trên cái vòng Olympic này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có là biểu một cái hộp đặc biệt, và hộp này là chỉ có riêng phiên bản này có các bạn nhé. Đó. Chúng ta sẽ có sổ thẻ đi kèm, và đây là sách hướng dẫn, thì mình bỏ qua sách hướng dẫn này vì trước nào cũng giống nhau. Chúng ta sẽ đi đến chi tiết những cái này. Kể cả cái ví đựng thẻ của nó thì nó cũng có biểu tượng Tokyo 2020 các bạn nhé. Và là nó bên này sẽ có là Omega Official Timekeeper, tức là đơn vị độc quyền để sử dụng các cái đồng hồ cho cái Tokyo 2020 này. Chúng ta sẽ có một quyển sổ của cái shop Kamekichi, là shop tại Nhật, và đây là nơi mà mình đã mua cái đồng hồ này. Đó, nó có đầy đủ thông tin, một vài những cái thông tin đó. Và ở đây chúng ta sẽ có ngày mua là ngày 12 tháng 11 năm 2020 các bạn nhé. Đó, new này, tình trạng new 100% này, mã đầy đủ các thứ sản phẩm đây. Và chúng ta sẽ có một cái Limited Edition Certificate giống như là các chiếc Omega gần đây mà đã họ làm, giống như chiếc 007 hôm qua mình quay. Các bạn có thể thấy ở đây là nó ghi rõ đây là Tokyo 2020 đó, và ở phía trong thì chúng ta sẽ thấy cái phiên bản màu xanh của chiếc này. Phiên bản màu xanh tức là phiên bản là cái vòng tròn đầu tiên các bạn nhé. Thì với phiên bản này thì nó có ghi rõ ở đây đó, tổng cộng thì chúng ta sẽ có là 2020 chiếc màu xanh, và các phiên bản màu khác thì chúng ta cũng sẽ có 2020 chiếc. Và ngoài ra thì nó sẽ có một cái phiên bản là cả 5 chiếc, thì phiên bản đó thì chỉ có 55 bộ như vậy. Thì ở trong này nó có ghi rõ là từ Movement này, Caliber này, 81861 này, với đầy đủ thông tin ở đây các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Đó. Limited Edition này, Tokyo 2020 logo này. Rất là đầy đủ. Đó. Mình sẽ cùng xem cái thẻ International và Pictogram đi kèm. Thì với trên cái thẻ này thì các bạn sẽ thấy ngay là ngày mua từ hãng về là mùng 4 tháng 7 năm 2020, và cái shop này thì họ đã phải om hàng khá là lâu phiên bản này, vì những cái phiên bản mà limited này của Omega thì bây giờ cứ ra là hết. Các bạn có thể thấy ở đây là Limited Edition này 1991 trên 2020, cái số limited của chiếc này cũng rất là đẹp, là 1991, vừa phù hợp với anh em tuổi 91 cũng như là sinh ngày mùng 1 tháng 9 thì càng đẹp nữa. Chúng ta sẽ có là cái pictogram ở đây với đầy đủ những thông tin như là bảo hành 5 năm toàn cầu, 5 year warranty, thì tức là các bạn sẽ được bảo hành toàn cầu đến 2025 các bạn nhé. Đó, với đầy đủ thông tin như vậy. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp trong này ra và cùng show cho anh em. Điểm qua một chút thì cái hộp này được sử dụng, nó là hộp gỗ và nó được sơn trắng ở phía ngoài, và cái phần này của nó thì được làm thêm, và phần này nó được làm bằng da các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy ngay những cái vân dập nổi này họ làm rất là chi tiết, và kể cả cái logo ở đây họ làm cũng cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta sẽ mở cái này ra. Đó. Ở phía trong thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái khăn nữa, khăn để lau. Và ở đây thì các bạn sẽ có một miếng kim loại bằng nhôm với cái biểu tượng Tokyo 2020 và Omega này, Official Timekeeper. Các bạn có thể thấy là cái vòng tròn này là biểu tượng của Tokyo 2020, và Omega đã sử dụng cái hoa văn họa tiết đó để làm nên cái hộp này. Đó. Chúng ta sẽ cùng trên tay sản phẩm này rất là đẹp. Đây là một chiếc mới 100%, cho nên là các bạn sẽ thấy là đồng hồ còn đầy đủ siêu. Chúng ta sẽ thấy là từ siêu dây này. Đó, có đầy đủ siêu dây, và chúng ta có cả siêu khóa, tất cả đều đầy đủ, kể cả chữ push ở dưới này cũng còn full 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 luôn. Và chiếc màu xanh này thì theo mình đó là một trong những cái chiếc gọi là bắt mắt nhất trong bộ sưu tập này, thì nó có cái mặt đều màu xanh, nó cực kỳ đẹp. Với chiếc Omega Olympic 2020 này thì đây là một trong những cái phiên bản mà
khó kiếm vào thời điểm hiện tại, bởi vì các bạn biết tại sao, bởi vì những cái phiên bản Omega Tokyo 2020 này chỉ bán ra tại Nhật Bản, không bán ra tại thị trường khác các bạn nhé. Cho nên là các bạn muốn mua thì chỉ có mua Biltic thôi, và mức giá của chiếc này thì cũng không hề rẻ một chút nào, với cái mức giá nó lên đến tận là 6.900 đô, chưa kể thuế má các thứ về về nó vẫn khoảng tầm 179 đến hơn 180 triệu. Bên mình thì mua chiếc này thì mua được lại của một shop bên kia, và nó cũng có cái mức giá nó cũng tương đương như vậy, chứ có không thể rẻ hơn, vì với những cái phiên bản limited của dòng Speedmaster của Omega hiện tại thì đã rất là nhiều phiên bản nó vượt so với giá retail, bởi vì cái cách xét giá retail của Omega nó rất là sát so với giá trị của đồng hồ. Và do đó thì với cái độ hiếm của nó thì những chiếc Omega Speedmaster đời mới thì bây giờ hiện tại thì nó rất là đắt đỏ. Và điển hình như chiếc Omega Speedmaster Snoopy, bây giờ nếu như các bạn mua thì các bạn sẽ phải trả hơn 12.000 đô so với giá retail thì mới có người bán đó. Thì phiên bản này thì mình nghĩ là trước sau thì nó cũng sẽ tăng giá thôi, bởi vì đây là một phiên bản chỉ có 2.020 chiếc, rất là hiếm hàng. Chúng ta sẽ có một chiếc Omega với size cực kỳ đẹp, là size của nó là size 42 mm, và cái lắc tu lắc của nó thì cũng dễ đeo vào khoảng tầm 48-49 mm. Và chiếc này là một chiếc sử dụng máy Omega 1861 base trên Lemania, cho nên là đây một trong những cái bộ máy huyền thoại Speedmaster của Omega. Và bộ máy của chiếc này thì nó khá là mỏng, cho nên là cái thân của chiếc Speedmaster này đeo sẽ rất là thích. Chúng ta có logo Omega Speedmaster Professional ở góc 12 giờ với đầu kim dây chronograph, và chữ Speedmaster của chúng ta thì có màu đỏ. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái màu xanh rất là đẹp ở đây trên mặt đều. Và màu xanh của nó thì nó không đơ quá đậm, không quá nhạt, nó rất là chơi, và màu xanh này còn ở cái niềng tachymeter phía ngoài luôn. Chiếc Omega Speedmaster này cũng có một vài chi tiết có cái dạ quang, và mình sẽ show cái dạ quang lên cho anh em xem. Với chiếc Omega này thì tay các bạn khoảng tầm 16 cm đến 16.5 cm là chúng ta đeo sẽ vừa các bạn nhé. Đó, đây là cái dạ quang khá là tinh tế của dòng Speedmaster. Thì khi mà trên tay cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ rất là đã. Đó, các bạn sẽ thấy với cái màu xanh này nó lên tay rất là đã mắt luôn, cực kỳ đẹp. Ngoài ra thì ba cái sub dial 369 của chúng ta thì được làm màu trắng, nó tạo thành một cái mặt dial panda khá là tuyệt vời. Cái chi tiết limited thì ở đằng sau, các bạn có thể thấy là đáy sau của nó thì được khắc luôn, engrave luôn một cái hình biểu tượng của Tokyo 2020, và chúng ta sẽ có dòng chữ limited edition ở giữa dòng chữ này, thì sẽ là cái số limited 1991 trên 2020. Đó, tất cả đầy đủ. Sợi dây đi kèm thì sợi dây đặc trưng của dòng Speedmaster với 3 chỉ, thì chỉ giữa này của chúng ta thì sẽ được phân chia thành 3 phần, với hai cái phần ở phía ngoài được bóng, và còn đâu là sẽ là phay xước, tất cả khá là đẹp. Và nó đang nguyên siêu cho nên là các bạn sẽ không thấy cái phần bóng, nếu như mà mình bóc ra một phần siêu thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần bóng này rất là tuyệt vời. Đi kèm với chiếc này thì chúng ta sẽ có là một cái khóa gập của nó cũng được làm cực kỳ chắc chắn, với khóa gập đời mới của Omega, toàn bộ được làm phay xước, và chúng ta sẽ có logo Omega ở phía trên các bạn nhé. Khóa gập này thì cũng giúp chúng ta có thể điều chỉnh cái độ dài ngắn dài bằng cách chúng ta giữ cái nút push này, và sau đó chúng ta kéo kéo ra và kéo vào thì nó sẽ được khoảng tầm không phải mấy nấc, rất là tuyệt vời đó. Chiếc Omega này thì bên mình bán với cái mức giá khá là tốt, đó là 169 triệu. Nếu như anh em nào có nhu cầu chiếc Omega này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.